Bạn tình ơi, tiến bước lên giữa mùa xuân ngời, mùa hồng tươi, tình lên khơi, dâng thiết tha muôn làn hương mới. Cùng vang tiếng chúc cùng vua trời, nguồn phúc ân thắm tỏa cõi đời. Lời hoan ca là ngàn hoa dâng Chúa cao vời. Nào ta đến hát mừng duyên người, hòa khúc ca ân tình tuyệt vời. Lời chung vui vang khắp nơi cho đẹp tình. Chúa,
đẹp như màu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Xin cho các tín hữu Chúa đây là anh Thomas, Lê Hoàng Duy và chị Maria Nguyễn Thị Thương Huyền biết thực hiện trong cả đời sống ý nghĩa sâu xa của bí tích hôn nhân họ sắp cử hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hàng xóm và hiện trên cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Và chức sắc sáng thế, Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một chữ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa, lấy cùng đất tạo ra mọi thu vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đậu dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt cho mọi thu vật, mọi chim trời và mọi thu vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy là Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông và đặt thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra một đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói, nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam thì xa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Thank you.
Cho nên Chúa đã lấy một cái xương sườn của người đàn ông
rồi dựng nên người phụ nữ. Câu chuyện mang tính cách có là cổ tích, nhưng mà đằng sau đó cho thấy rằng là cả hai người này đều là trong công trình tạo dựng của Chúa, và Chúa dùng cái mẫu người này để thiết lập cái mẫu người kia. Cho nên chúng ta thấy rằng là thường cũng có những cái câu chuyện vui, ví dụ như là người ta bảo rằng là bao giờ cái giống cái nó cũng đẹp hơn giống trai, giống đực. Không biết có đúng không? À, giống cái bao giờ đẹp hơn con công cái, nó cũng đẹp hơn con công đực. Những cái con vật nó cũng trông thấy như thế. Vì người ta bảo rằng là phụ nữ thì đẹp hơn đàn ông, nó chắc chắn rồi. Đó là chắc chắn. Nhưng mà người ta bảo rằng là tại sao người phụ nữ lại đẹp hơn người đàn ông? Vì lý do là khi Chúa phát thảo với người đàn ông, đó là bạn phát thảo, tức là bạn làm phô, làm mẫu đầu tiên. Cho nên là khi bạn làm cái bạn thứ hai, Chúa trông tốt hơn, Chúa vuốt ve hơn, cho nên nó có cái sự lãng biệt hơn, có cái sự gồ ghề hơn. Thế còn đàn ông thì thực sự khi Chúa tạo dựng là Chúa nghĩ sao Chúa dựng vậy? Chúa nói là để ta dựng một con người giống hình ảnh của ta, nhưng mà để tạo ra một người phụ nữ thì phải làm sao cho nó đẹp hơn cái mẫu của người đàn ông. Thì hai vợ chồng ngồi cãi nhau như thế thì người chồng nói không, anh thấy con đực vẫn có thể đẹp hơn con cá. Ví dụ con gà đống đẹp hơn con gà mái thì ta nói với nhau cho vui vậy thôi. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng là thực sự khi Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta thì Thiên Chúa lấy cái mẫu của mình, nhưng mà khi Thiên Chúa tạo dựng người phụ nữ thì lấy cái mẫu của người đàn ông. Do đó đây là một cái sự gắn kết mà nó có, không thể tách lìa là như thế. Người ta bảo rằng là người đàn ông đi tìm cái xương sườn của mình là cái người phụ nữ, nhưng mà thực tế đó thì ở đây nó không nhằm đến cái chuyện cái xương sườn, mà nhằm đến cái chỗ là hai người phải trở thành một. Do đó trong bài tin mừng Chúa Giêsu nói rằng là người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mình và gắn bó với người phụ nữ để trở thành một xương một thịt. Khi đó nó mới có sự hoàn hảo, khi đó nó mới có sự trọn vẹn trọn đầy. Vì vậy mà việc người đàn ông kết hiệp với người phụ nữ thì đó mới là trọn vẹn trong cái chương trình của Chúa. Nhiều người thì đặt bắt đầu đặt cho hỏi đây, thế thì cha đi tu không có bỡ chăng? Thì câu chuyện đó nó lại khác, vì Chúa cũng nói rằng là có những người hoàn vì nước trời, tức là chấp nhận với cái đời sống để vì nước trời. Thực sự thì cái đôi hôn phối khi sống đời hôn nhân cũng là để vì nước trời, tức là để sống hướng về nước trời. Thì các cha, các thầy, các sơ đi tu thì cũng là để hướng cuộc đời về nước trời. Đó là cái chọn lựa trước hết. Còn để lý giải cho cái chuyện là vợ là chồng một sự của thiện với nhau thì chúng ta phải suy nghĩ đến cái lệnh truyền của Thiên Chúa, cái ý định của Thiên Chúa. Khi Chúa dựng nên người nam, người nữ là để họ được kết hiệp với nhau, trở thành một vợ, là thành vợ, thành chồng với nhau, và trở thành một xương một thịt. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên mà chúng ta thấy khám phá được ý Chúa. Do đó, với các đôi hôn nhân thì phải sống làm sao để trở thành một xương một thịt của nhau, chứ không phải là chồng một nơi, vợ một nơi, chồng sống theo kiểu chồng, vợ sống theo kiểu của vợ, và nói rằng là tôi khác anh khác tôi. Không, không có cái gì khác ở đây. Đã là vợ là chồng với nhau thì phải trở nên một xương một thịt. Ngày hôm nay, hôm trước tôi có chia sẻ với đội ngũ phối đó, là ngày hôm nay một trong những thực trạng xã hội của chúng ta là vì hoàn cảnh cuộc sống, cho nên người đàn ông đã lìa bỏ vợ mình, chứ không phải là lìa bỏ cha mẹ, lìa bỏ vợ mình để đi làm ăn kiếm sống. Và đó là làm sai với ý của Chúa. Làm sai. Ý của Chúa là người đàn ông lìa bỏ cha mẹ để gắn bó với vợ.
cái mối tình duyên nó cũng bị dần dần phai nhạt. Cho nên là người ta bảo cái câu nói là xa mặt thì cách lòng, tức là xa nhau thì bắt đầu cái lòng có bắt đầu xa nhau thôi. Đó là những cái ý nghĩa mà chúng ta thấy rằng là tôi đều khuyên các cô hôn phối khi đã là vợ là chồng với nhau thì chồng ở đâu vợ ở đâu, chứ đừng có nói là thôi thì anh đi làm ăn thì thôi con ở nhà cũng được. Nói như vậy thì chắc bà Trâm bà cũng buồn lắm, nhưng mà nó là như thế đấy. Đã là vợ là chồng thì phải ở bên nhau, cố gắng mọi sự là ở bên nhau thì mới giữ được cái mối tình duyên với nhau. Còn xa nhau thì chúng ta dễ bị nhiều cái cám dỗ lắm. Đó là điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với hôn phối cũng như cộng đoàn chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta biết rằng là đối với người Kitô hữu chúng ta thì để gọi là vợ là chồng thì chúng ta phải được cử hành bằng một cái bí tích mà chúng ta gọi là bí tích hôn phối. Bí tích hôn phối đó không phải là do cha cử hành cho đôi hôn phối này, mà chính đôi hôn phối làm nên cái bí tích đó. Ít nữa chúng ta sẽ thấy trong cái lời thề hôn phối, khi hai người quay lại với nhau để nói lời thề hôn phối thì bí tích hình thành nơi đó. Còn cha chỉ là người đại diện cho giáo hội để chứng kiến và xác nhận cho cái bí tích được thực hành. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái bí tích này nó chỉ được trọn vẹn thực sự khi mà đôi hôn phối nói lời với nhau một cách trực tiếp như thế. Thì cũng có cái tình trạng, tôi cũng có nói với đôi hôn phối có một cái tình trạng đó là vì cái hoàn cảnh gì đó rồi cái người phụ nữ không thể đến nhà thờ để cử hành bí tích hôn phối được, cho nên mới nhờ một người bạn gái của mình với một tờ giấy ủy quyền rõ ràng, mày thay mặt tao để đến nhận cái lời thề hứa với anh em chúng ta, được phép tức là đại diện. Nhưng mà khi đó cũng sẽ nói là đại diện, tôi đại diện cho chị Thương Huyền để nói lời thề hứa của chị Thương Huyền, vì cái lời ủy quyền của chị Thương Huyền đó cho nên tôi được quyền nói. Nhưng mà đó không phải là vợ của anh Hoàng Viên, mà chỉ là cái người đại diện cho chị Thương Huyền nói mà thôi, tức là bí tích có cho phép được đó. Nhưng mà tôi chưa thấy có đôi nào làm như vậy cả, hầu như là trực tiếp với nhau hết. Đối với người bên lương, tức là ngoại giáo đó, thì khi họ cử hành đúng hôn phối đó, thì cái việc mà họ kết thúc hôn nhân, họ chỉ là, chúng ta thấy là có cái nghi thức của Nho giáo đó, là hai người bái tổ tiên, rồi sau đó là bái nhau, đó là phu phụ bái nhau, theo cái nghi thức như thế thôi. Còn đối với chúng ta thì chúng ta không phải chỉ dừng lại ở tổ tiên, mà chúng ta dừng lại cái cùng cái cuộc đời của chúng ta là cái đời sống vĩnh hằng với Chúa. Cho đó cái lời thề của chúng ta là lời thề để thực hiện ý của Chúa. Lời thề trong bí tích hôn phối là lời thề để thực hiện ý của Chúa, chứ không phải thực hiện cái ý của tổ tiên, mà là thực hiện cái ý của Chúa. Vâng, vì vậy mà trong cái lời thề hôn phối luôn luôn thể hiện được cái sự chúc phúc của Thiên Chúa khi mà đôi hôn phối nói cái lời kết ước trăm năm qua cái lời thề hôn phối đó. Vì vậy mà cái bí tích hôn phối của người Công giáo chúng ta nó mang một cái nghĩa rất đặc biệt, vì đây là việc làm của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu nói là sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Khi mà làm điều hiện đại với Chúa thì sẽ không đạt được cái cùng cái cuộc đời của mình là vương quốc của Chúa. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly, vì cái lời nói của Chúa khẳng định như thế. Cho nên nếu cái đôi phối mà vì lý do gì đó mà bỏ nhau đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hạnh phúc nước trời sẽ không có thể trọn vẹn cho cuộc đời của con người đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng người Công giáo chúng ta mới nói rằng là hôn nhân là hôn nhân vĩnh cửu, hôn nhân cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chứ không phải là nói là hôn nhân chỉ nói là khi thích thì lấy, khi không thích thì bỏ. Không, chúng ta không thể ly dị như ngoài đời, mà chúng ta chỉ có thể vì một cái hoàn cảnh gì đó chúng ta được phép ly thân, tức là với cái phép hôn phối của tòa giám mục, tòa án hôn phối Công giáo thì chúng ta được phép ly thân vì hoàn cảnh nào đó, chứ còn nói để ly dị như thế người khác là không có.
hôn nhân của Công giáo là hôn nhân bình tiện cho đến khi nhắm mắt chúng ta. Ta chỉ là một vợ một chồng, đã lấy người đó rồi thì không thể lấy người khác được nữa. Đó là những cái luật, nhưng mà luật này để truyền tải cái ý của Chúa. Chữ gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng nói là cái hôn phối, cái biết cái hôn phối là để áp đặt một cái luật lên cái đời sống của hôn phối. Thưa rằng không, mà đó là một ân sủng, dấu chỉ bề ngoài để truyền thông sự sống bên trong, truyền trong ân sủng bên trong. Đó là cái bí tích. Thì khi cử hành bí tích này, hai người trở thành một xương một thịt với nhau, trở thành là người tao ban tỏa vẹn cho nhau. Và từ đây hai người phải sống làm sao để trở thành một xương một thịt và thuộc về nhau và gắn bó với nhau trọn đời như thế. Trong cái lời đọc thì hồi phối mà hồi nữa chúng ta sẽ nghe để chúng ta sẽ thấy và hứa giữ lòng chung thủy với em hay là với anh, và hứa giữ lòng chung thủy với em hay với anh. Ở đây cái câu nói chung thủy là để nói lên một cái nghĩa rằng đôi hôn phối này muốn nói là trước bây giờ như thế nào thì tương lai cũng là thế đó, một lòng một dạ với nhau, không thay đổi. Chung thủy là như thế. Và như vậy thì cái chung thủy đó được thể hiện bằng cách nào? Thì trong lời thề có nói rằng là khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, tức là khi tôi giàu có hay tôi nghèo có, tức là cái đó nó mang tính cách là khách quan bên ngoài, nhưng mà khi tôi giàu có hay là tôi nghèo có thì tôi vẫn chung thủy với em, vẫn một lòng với em hay là vẫn một lòng với anh. Không chỉ là vấn đề vật chất, khi tôi có được cái danh vọng ở đời hay là khi tôi xa cơ thất thế thì tôi vẫn chung thủy với em, tôi vẫn chung thủy với anh. Do đó hứa giữ lòng chung thủy qua cái diễn đạt cụ thể trong đời sống, cho dù khách quan có như thế nào thì tôi vẫn một lòng chung thủy với em hay là chung thủy với anh. Chúng ta cảm thấy có một cái lời đề khác, có một cái lời khác nữa, nhưng mà đây nó không phải là khách quan nữa mà là nơi chính cá nhân của người đó. Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, chúng ta thấy là khi mạnh khỏe tức là cái đó nó thuộc về ta, nó thuộc về ta. Do đó khi tôi mạnh khỏe tức là sức khỏe tôi dư dật thì tôi có thể làm được nhiều việc, tôi có thể hoạt động được thoải mái không cần sự giúp đỡ của người khác. Ngay cả người vợ của tôi đã rất mạnh khỏe, nhưng mà khi tôi đau yếu tôi cần cái sự giúp đỡ của người vợ. Thế thì cái người vợ có chung thủy với tôi không, hay là vì anh nó ốm liệt trên trường không làm được gì nữa, trở thành cái gánh nặng cho vợ của mình, thì lúc đó chúng ta lại nói rằng thôi tôi bỏ anh để tôi đi lấy con lấy anh khác. Chứ bây giờ sống người phụ nữ sống để cậy giữa chồng, mà bây giờ chồng lại cậy giữa vợ như thế này, sai mất rồi, không được, tôi bỏ. Không, cái lời nói chung thủy thì cho dù anh ốm liệt giường thì tôi vẫn chung thủy với anh. Hay là khi anh khỏe mạnh, anh có thể làm được mọi chuyện đó thì tôi vẫn chung thủy với anh. Đó là nói về cái thể xác chúng ta. Nhưng mà ở đây nó còn có cái đời sống tinh thần của chúng ta nữa. Vì khi tôi khỏe mạnh, khỏe mạnh ở đây nó mang cái nghĩa tinh thần đó, tức là khi đó tôi vui, tôi hạnh phúc, như vậy thì khi đó em mới chung thủy với anh ấy. Còn khi mà anh buồn, anh chán nản, anh thất vọng thì em sẽ xa lánh anh ấy. Không, cái lời chung thủy thì cho dù rằng là khi tôi buồn phiền, chán nản hay thất vọng thì em vẫn chung thủy với tôi hay là anh vẫn chung thủy với tôi. Đó, thì tôi hôm trước tôi có nói với đôi phối là như vậy thì chung thủy để làm gì? Chung thủy nó phải có mục đích của nó. Chung thủy để làm gì? À, thì tiếp theo trong cái lời thề nó có cái câu để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh, hay là để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Như
Vậy thì cái lời chúc tụy là để giúp cho đôi hôn phối giữ được cái tình yêu, giữ được cái sự tôn trọng. Khi anh đặt cái danh vọng cao quý, tôi tôn trọng anh đúng rồi. Nhưng mà khi anh xa cơ thân thế, tôi vẫn tôn trọng anh. Do đó cái mục đích của chúng tôi là để giữ được cái tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Cho nên trong đời sống hôn nhân của người Công giáo chúng ta gọi là bình đẳng trong đời sống là như vậy. Dựa trên lời của Chúa và trên những suy luận để mời gọi đôi anh Duy và chị Huyền có khi nói lời thể ước với nhau, trở thành vợ chồng của nhau, thì hãy sống làm sao để chúng ta thực thi được ý Chúa. Cái xương sườn thuộc về cái người đàn ông, và xương sườn đó cũng chính là cuộc đời của người đàn ông. Vì vậy hãy trở thành một xương một thịt theo như lời nói của Chúa đối với cuộc đời hôn phối mà anh chị thực hiện. Thứ đến, anh chị cũng thấy được cái sự cao quý của cái thức hôn phối chúng ta. Đó chính là khi anh chị làm tròn cái vai trò trong lời thề hôn phối của mình. Khi chúng ta đã nói với nhau trung thủy suốt đời thì cần phải thể hiện được cái sự trung thủy đó trong những hoàn cảnh cụ thể. Có thể đó là vấn đề khách quan, chứ có thể đó là vấn đề chủ quan nơi bản thân ta. Chúng ta vẫn một lòng trung thủy với nhau để nói lên một cái mục đích sâu xa của đời sống hôn nhân, đó là tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Xin Chúa chúc lành để anh chị khi nói lời thề ước với nhau đón nhận được hồng phúc của Chúa và sống cái giá trị ơn gọi Chúa đã trao phó cho anh chị. Giờ đây những người cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý với đôi hôn phối đặc biệt thứ hai mươi chín trở lại. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng dầu thánh linh thánh trước mặt từ tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi trung thủy với nhau và đảm nhận trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt của thánh trao cầu các con về ý định của các con. Anh Tô Ma Duy và chị Mai Lan Huyền, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị cái buồn không? Thưa con, các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một gia đình hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự tương thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Tôi là Lê Hoàng Huy, nhận em Maria Nguyễn Thị Thương Hiền làm vợ và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em một ngày suốt đời. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa đọc bài trước mặt của Hội Thánh và xin Chúa tu đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tôn Chúa.
Em Maria Nguyễn Thị Thu Huyền xin em nhận lấy chiếc nhẫn này làm chứng chỉ tình yêu và lòng trung thành của anh với nhân cha tặng con và thân phận. Thank you.
Vì này là chén máu Thầy, máu xanh nước núi và bình cứu
sư anh hầu cận cho tôn nhân và phụng sư chúa. Chúng con tha thiết ngài xin chúa cho chúng con khi thông phần mình và bảo đức Kitô được quy tụ lên một nhờ chúa thánh thần. Lạy chúa xin nhớ lên hội thánh chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kinh toàn hội thánh trong đức men cùng đức giáo hoàng Francisco, đức giáo mục Louis giang còn cho phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy chúa xin cùng nhớ lên anh Thomas Lê Hoàng Duy và chị Maria Nguyễn Thị Thư Nguyễn mà chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn ngày trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình yêu của chúa. Xin cho anh ta được vào của anh sẽ tôn nhân chúa. Chúng con này xin chúa thương xót tất cả chúng con cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời này cùng với đức trinh nữ Maria mẹ thiên chúa, thánh Giuse và trăm năm đức trinh nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã soi đẹp lòng chúa qua mọi thời đại. Như Đức Kitô yêu thương hội thánh,
Hãy trên thiên chúa đến xóa tội trần gian, phúc cho ai đến gọi đến trên thiên trên thiên chúa. Lạy Chúa, đẹp người đức của Israel, Chúa lấy làm hữu hoa
được bạn bè nâng đỡ và được sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nhân nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ đi hơn mà đón tiếp các con và bảo đảm những cứu của Chúa. Chúng con sống trong một gia đình đầy yêu thương và đầy vui. Chúng con
xin hứa sẽ trung thành, yêu thương, hòa thuận và giúp đỡ nhau cho bộ phận vợ chồng, và sẽ sống đạo đức hơn để nâng niu cho con cái sau này. Để gói gọn tâm tình tri ân cảm tạ, chúng con xin dâng lên cha món hoa tươi thắm. Chúng con đồng cảm tạ cha, xin cha vui lòng đón nhận. Bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu, mãi mãi cho anh mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn